Trách anh ngu muội từ đánh mất món quà do trời. Chú em tưởng là đang là anh có cây đàn gỗ ngồi chấm phần luôn á, chấm phần luôn á. Cái đó là ca sĩ thiệt. Đúng rồi. Còn ca sĩ lô là khác liền. Ủa dạ. Đâu nè, hát một câu coi, hát một câu coi nè. Điều quý giá nhất. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Khỏi luôn đi. Xin giới thiệu Lê Huỳnh Thủy Ngân. Xin giới thiệu Lâm Vĩ Dạ. Hay vậy lắm. Ủa Lâm Vĩ Dạ mà. À. Ủa Lâm Vĩ Dạ mà. À. Lâm Vĩ Dạ mà sao chị Ngọc ra vậy? Vỗ tay cho Lâm Vĩ Dạ. Ủa gì vậy? Ủa. Chúng ta chào đón Trương Thế Vinh. Và bây giờ là Trương Thế Vinh. Ngày hôm nay anh em chúng tôi có một cái outfit rất là năng động, cho nên là ngày hôm nay chắc chắn sẽ có những trò chơi rất là mạnh mẽ. Rất là mạnh mẽ. Gì vậy? Thầy bác, tối nay tự nhiên tôi muốn lên sàn quá. Sao khang tiếng quá vậy? Phải hò hét cổ vũ em nó, với chỉ chiến thuật cho em nó. À. Cái giọng hư luôn. Dạ, hôm nay mình có live hát vậy được không? Hôm nay chắc thôi, giữ giọng, không nói nhiều đâu. Chúng ta chào đón một người sẽ giúp Tiến Luật ngày hôm nay sẽ ổn định về âm thanh dành cho Lan Ngọc. Đó chính là ca sĩ Song Luân. Yeah. Ê dạ, ê dạ. Ồ, dạ dạ. Hay quá trời, hay quá trời. Xin chào mọi người. Đây là lần thứ bao nhiêu mình đến với chương trình? Dạ, lần thứ hai. Lần trước mình đến mình có thắng hay không? Thua sấp mặt. Lần trước cũng là vậy đó. Xong thua. Thôi khang tiếng quá, ít nói lại. Lần trước kiến thức eo hẹp, bây giờ anh đã nâng cấp lên rồi. Wow. Đúng rồi. Tức là mình đã có trao dồi về kỹ năng, về kiến thức, về tất cả mọi thứ. Đúng vậy. Vừa rồi là Song Luân mới ra một bài hát mới được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Thì em đây có thể hát một vài câu được không ạ? Dạ, đó là ca khúc mang tên Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn. Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn. Điều quý giá nhất trên đời là em. Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên. Mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa. Anh ôm trọn tiếc nuối. Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em. Ôi, cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương. Trách anh ngu muội từ đánh mất món quà do trời. Chú em tưởng là đang là đi đập luôn anh có cây đàn gỗ ngồi chấm phòng luôn á, chấm phòng luôn á. Cái đó là ca sĩ thiệt. Đúng rồi. Còn ca sĩ lô là khác liền. Ủa dạ. Đâu nè, hát một câu coi, hát một câu coi nè. Điều quý giá nhất. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Khỏi luôn đi. Không sai chữ thôi. Ông trời ông công bằng lắm. Ông không cho ai tất cả hết. Sao cho Luân tất cả? Đâu? Đẹp trai không, không, hay, không. Anh Luân thiếu một thứ. Thiếu một. Anh Luân không có người yêu. Anh Luân không có người yêu. Cái thứ đó nó quan trọng. Ôi hèn chi mà mày đặt nó là đổi hạnh phúc lấy cô đơn. Đó mà nha. Ủa sao em biết? Ủa mà sao em biết? Đúng rồi. Không, em biết anh Luân, anh hay nói Ngân ơi anh buồn quá. Vậy không ai yêu anh hết trơn. Điều quý giá nhất trên đời là em, là em. Ngọc ơi, em có muốn cover không? Anh sẽ làm một cái bản cover cho em. Đáng quá. Mà sao tự nhiên đi đặt cái bài nhạc gì mà đổi hạnh phúc lấy cô đơn nghe có nghĩa là ban đầu mình nghĩ là mình đổi hạnh phúc sẽ đem lại hạnh phúc cho hai người, phù hợp với một cái hạnh phúc mới tốt hơn. Nhưng mà mình không ngờ là khi mà người ta có hạnh phúc rồi mà mình vẫn chưa có hạnh phúc đó thì em thấy em cô đơn nên mới viết cái bài đổi hạnh phúc lấy cô đơn. À anh viết luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em với một người anh nữa. Thì thật ra sắp tới đó em cũng có ra một số cái ca khúc mà thì như ở trong cánh gà em có nghe nói đó thì anh Luật hôm nay là sức nó cũng xuống rồi. Dạ, tuổi tác thì cũng là hàng top ở trong cái anh em mình. Dạ. Thì em muốn là sẽ ở bên cạnh anh Luật để nâng khăn của túi hỗ trợ cho anh ấy những cái lúc mà anh ấy không nói được. Còn kiến thức em nghĩ là anh có thừa. Em chỉ thiếu kiến thức thôi.
Chứ còn hai sắc đẹp này thì sao? Tự nhiên trong khi hai người người ta đứng kế bên sẵn luôn rồi. Đẹp, hai người này rất là nổi tiếng. Một người tên là Bất Tài, một người tên là Vô Dụng. Anh nói hai đứa em anh vậy đó. Trong khi đứa hai đứa xinh xắn lúc nào cũng mà trong khi giúp anh thắng. Em giúp cái gì? Coi lại chương trình tuần trước đi. Thôi đừng ép em, nó phải chọn. Chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ sau đây để chúng ta chọn ngẫu nhiên đồ của mình. Trong những chiếc lều của ban tổ chức chuẩn bị, nó sẽ có những vật dụng để chúng ta thay đổi ngoại hình. Chúng ta sẽ làm đến khi nào có ba người giống nhau thì ba người giống nhau thì chúng ta có đội. Còn nếu không, chúng ta làm hoài làm mãi đến khi nào có thì thôi. Ai cũng được, miễn đừng có Bất Tài, Vô Dụng. Trời ơi, chúc một hồi về đội của hai em đi. Trời ha. Giá trời cho về đội này. Đúng rồi đó. Nói là men sống chết thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Sẵn sàng chưa? Đi rồi. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Trời ơi. Trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Ơi, đó cũng mong lắm. Cũng mong tụi tôi về đội lắm. Chứ có phải gì. Như vậy là chưa cân bằng chưa, số lượng. Chưa, hết hồn hết vía. Hiện tại chỉ có là 2 đen tới 4 trắng lần. Chúng ta làm lại một lần nữa. 3, 2, 1, bắt đầu. Sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. 3, 2, 1. 1, 2, 3, xuất hiện đi nào. Yeah. Oh yeah. Đen một đội. Trắng một đội. Ê, nhưng mà anh thấy có sự trùng hợp gì không? Làm gì? Ba cái đầu ít tóc bạc bên kia. Ít tóc bạc bên kia. Bắt đầu. Bông. Dạ lưng, dạ lưng. 3, 2, 1. Gà trống. Nói gì nữa? Con gì á? Gà mái. 3 tiếng sau mới tát. Thôi